khu nghỉ dưỡng xây dựng vi phạm giữa vùng lõi di sản thế giới Tràng An. Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp cuộc sống Ninh Bình được cấp phép xây dựng, nằm giữa vùng lõi di sản thế giới Tràng An thi công sai giấy phép, vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng. Phạt 110 triệu đồng do xây dựng công trình sai giấy phép ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cuộc sống Ninh Bình số tiền 110 triệu đồng vì tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với dự án đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cuộc sống Ninh Bình dừng thi công xây dựng công trình trong thời hạn 90 ngày. Kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt phải hoàn thành hồ sơ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng. Hết thời hạn nêu trên, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cuộc sống Ninh Bình không xuất trình được giấy phép xây dựng điều chỉnh, phải thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Trước đó, Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An, Sở Du lịch Ninh Bình kiểm tra phát hiện công ty này đang thi công xây dựng một số hạng mục công trình đã hết thời gian cấp phép thi công. Ngày 31 tháng 12 năm 2022, xây dựng một nhà kích thước 15m² và một nhà 45m² không có trong giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên đất dự án thuộc vùng lõi di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Toàn bộ diện tích 28.700m² được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty này đang triển khai xây dựng nhiều hạng mục của dự án, trong đó một số hạng mục xây dựng sai vị trí so với tổng mặt bằng dự án đã được phê duyệt. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư về việc xử lý vi phạm tại dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Cuộc sống Ninh Bình, xã Ninh Hải cũng nêu rõ, dự án được Sở Xây dựng Ninh Bình cấp phép xây dựng ngày 12 tháng 8 năm 2011 gồm 10 hạng mục xây dựng. Qua phối hợp kiểm tra xác định công ty đã xây dựng một số công trình không đúng so với giấy phép xây dựng, gây ảnh hưởng tới cảnh quan chung của di sản, tạo dư luận xấu. Xã yêu cầu dừng, công ty vẫn tiếp tục xây dựng sai phép. Sở Du lịch Ninh Bình có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng đất của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cuộc sống Ninh Bình. Công văn nêu rõ, qua kiểm tra phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cuộc sống Ninh Bình xây dựng sai phép, Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Ninh Hải yêu cầu dừng ngay hoạt động thi công xây dựng, hoàn trả mặt bằng cảnh quan. Tuy nhiên, công ty không chấp hành mà tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình vi phạm. Theo Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An, việc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cuộc sống Ninh Bình thi công hạng mục sai vị trí, không có trong dự án, xây dựng sai nội dung thi công đã ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự xây dựng, làm thay đổi hiện trạng cảnh quan thiên nhiên trong khu di sản, vi phạm quyết định 230/QĐ-TTG ngày 4 tháng 2 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng quần thể Danh thắng Tràng An. Trước những vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cuộc sống Ninh Bình, ông Trần Sông Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo, yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư, Sở Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Ghi nhận của phóng viên Dân Trí, sau khi bị Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư xử phạt vi phạm hành chính, thời gian gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cuộc sống Ninh Bình đang khẩn trương thi công các hạng mục trong dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Cuộc sống Ninh Bình. Đại diện Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An đang theo dõi, đôn đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cuộc sống Ninh Bình sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định tại dự án. Nếu công ty không hoàn thiện, sẽ phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, vị đại diện nói. Được biết, Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư đã giao Ủy ban Nhân dân xã Ninh Hải theo dõi, đôn đốc công ty này chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Nhân dân huyện hàng tuần báo cáo kết quả tiến độ của công ty.